Hôm qua ngày 19 tháng 10 tại tổ đình Từ Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh, Chư ni phân ban Ni giới Trung ương, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp nhằm kêu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại buổi họp, Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo, Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, đại diện ban thư ký phân ban Ni giới Trung ương, Ni giới thành phố báo cáo tình hình mưa lũ nhiều đợt ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của bà con các tỉnh miền Trung. Thông tin về thông báo cứu hộ của Trung ương Giáo hội và thông báo kêu gọi ủng hộ cứu trợ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Chư ni phân ban Ni giới Trung ương, phân ban Ni giới thành phố và phân ban Ni giới các quận, huyện, thành phố, các tự viện ni đã ủng hộ tại buổi họp hơn 1,45 tỷ đồng. Chư ni đã thảo luận các biện pháp cứu trợ đến đồng bào hiệu quả nhất, tiết kiệm trong vận chuyển hàng hóa, trao tận tay đồng bào quà hỗ trợ. Dự kiến Chư ni sẽ tổ chức hai đoàn đến các tỉnh miền Trung cứu trợ đồng bào 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Ban tổ chức cũng dự kiến sẽ đến thăm và ủng hộ một số ngôi chùa ni bị thiệt hại trong lũ lụt ở miền Trung.